Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoàng. Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng, tức là buổi thứ 6 trong cái lịch tập và cái giáo án 6 buổi dành cho người mới đi tập gym. Thì ở buổi thứ 6 này, mình sẽ lặp lại cái buổi số 3 trong cái giáo án sau 2 ngày đầu mình đã tập push pull. Thì ngày thứ 6 này, buổi thứ 6 này, mình sẽ tập cái nhóm toàn bộ cái phần thân dưới, tức là nhóm cơ chân, mông, đùi và nhóm cơ bụng. Thì chân được coi là một cái nhóm cơ lớn nhất trên cơ thể, mà Hoàng thấy là hầu hết khi các bạn mới đi tập, mình thường bỏ qua cái buổi tập chân vì các bạn rất là ngại tập chân. Tập chân nó rất là mệt, nhưng các bạn không biết một điều rất quan trọng là khi các bạn tập chân thì không riêng gì chân mà hầu như là toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể nó đều hoạt động. Và điều đặc biệt là khi các bạn tập chân thì nó sẽ sản xuất ra một cái hormone. Cái hormone này nó đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc đồng hóa và tổng hợp cơ bắp, đó là hormone testosterone. Vì vậy các bạn không nên bỏ qua cái buổi tập chân, mà các bạn phải tập đều hết cho Hoàng. Cái video ngày hôm nay của Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn những bài tập chân nào hiệu quả và phù hợp với những người mới đi tập gym. Ở phần đầu tiên của cái video buổi thứ 6 trong cái lịch tập và giáo án tập gym dành cho người mới, thì Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn tập nhóm cơ chân, mông và đùi. Và để khởi động cho cái bài tập chân thì Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bài squat. Và ở đây Hoàng sẽ sử dụng cái máy Smith này. Mình sẽ thực hiện cái bài barbell squat giống như ở cái buổi số 3 trong cái phần 1 của cái lịch tập á. Hoàng đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái barbell squat. Thì thay vì mình sử dụng cái thanh barbell thì mình sẽ sử dụng cái máy Smith này. Cái Smith này nó có một cái lợi điểm giống như Hoàng đã đề cập trong cái video trước. Nó là một cái thanh rắc cố định. Do đó khi các bạn thực hiện thì cái form của động tác của bạn nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ở bài tập này thì các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng tất cả là 4 set. Và set đầu tiên để khởi động thì các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng 12 rep. Và các bạn sẽ thực hiện với cái thanh đòn không. Trước khi thực hiện cái bài Smith Machine Squat này thì Hoàng có những cái lưu ý cho các bạn trong cái bài squat này. Tại vì cái bài squat này nó, cái độ nguy hiểm của nó sẽ nằm ở cái một cái vấn đề, đó là nếu như các bạn thực hiện không chuẩn, không đúng thì nó sẽ tác động tới cái vùng lower back, tức là cái vùng lưng dưới của mình nè. Và ở cái vùng lưng dưới này và cái vùng lưng giữa nó sẽ có một cái vùng xương sống á, mấy cái vùng đốt sống của các bạn. Nếu như các bạn tập không đúng thì nó sẽ rất là dễ bị chấn thương cái vùng lưng dưới này. Rồi, cái tư thế thực hiện là như thế này. Các bạn lưu ý cho Hoàng nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ đưa thanh tạ, cái thanh rắc này nè, lên cái phần cơ hình thang, tức là cái phần vai của mình. Các bạn không có đặt lên cái đốt sống cổ như thế này nha. Các bạn đặt lên cái đốt sống cổ như thế này, lâu dần nó sẽ tạo thành cái thói quen. Và khi có mức tạ nặng, nó sẽ áp lực lên cái đốt sống cổ của các bạn, rất dễ là nguy hiểm. Các bạn đặt hẳn ra cái phần cơ hình thang này cho Hoàng. Rồi, sau khi đã ổn định được cái phần trên rồi, và nhớ các bạn siết chặt hai cái phần xương bả vai này, tạo cái độ chắc chắn ở phần phía trên nha. Cái phần cơ chịu lực chính nó sẽ là cái phần xương, cái phần cơ hình thang này nè. Rồi, các bạn sẽ hơi kiễng chân, các bạn lấy cái thanh rắc ra. Rồi, các bạn sẽ ngửa ra phía sau, tạo cái độ vững chắc. Sau khi các bạn đã tạo được cái độ vững chắc rồi thì mình sẽ hơi đưa cái mông ra phía sau chút xíu. Và mình sẽ tập trung gồng cơ vùng cò, tức là mình sẽ gồng cơ vùng bụng. Và từ từ mình hạ cái phần trên body xuống. Và cái lưng của các bạn, đây, khi ở tư thế này các bạn lưu ý cho Hoàng là cái lưng của mình nó phải thẳng, nó không được cong. Và khi các bạn cảm thấy cái mông của mình nó có áp lực, cái đùi của mình đó đã căng và nó song song với cái sàn, thì mình sẽ dùng một lực mình đẩy lên. Và lúc này mình sẽ thở ra ha. Thì các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng trong vòng 12 rep.
Và các bạn lưu ý cho Hoàng là đầu gối của mình lúc lên nó sẽ không chụm vào nha. Nó không chụm vào như thế này, các bạn không chụm đầu gối như thế này. Rất dễ tới chấn thương cái vùng đầu gối. Sau khi đã thực hiện một set khởi động thì các bạn sẽ tăng tạ cho Hoàng. Các bạn sẽ tăng cái mức tạ mà tương ứng với cái sức của mình để mình tập 3 set chính. Thì trong 3 set chính này, trong mỗi set thì các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng trong vòng là 10 rep. Và khi có mức tạ, các bạn để ý cho Hoàng một chuyện. Đó là nó rất là dễ bị, cái lưng của mình nó sẽ bị cong. Và khi cái lưng của các bạn mà nó cong, nó sẽ dẫn tới cái chuyện Hoàng đã đề cập từ lúc đầu khi thực hiện cái bài squat này, đó là chấn thương cái vùng lưng dưới, tức là phần cột sống phía dưới á. Rồi, mình bắt đầu mình thực hiện 3 set cái mức tạ này nha. Cái mức tạ thêm vào á, các bạn thực hiện, các bạn giữ và các bạn thực hiện cho Hoàng trong vòng là 3 set. Mỗi set sẽ bao gồm 10 rep. Tư thế hai chân rộng hơn vai. Rồi các bạn đưa cái phần vai, cái phần thanh ba nó nằm ở phía sau cái phần cơ hình thang. Rồi mình sẽ lấy cái thanh ba ra, bắt đầu mình ém hơi, đưa nhẹ mông và bắt đầu giao cho cái cơ đùi sau và cơ mông chịu tác động chính. Và các bạn lưu ý là ở bài tập này, cái nhóm cơ mà chịu lực và tác động chính sẽ là nhóm cơ đùi trước. Nhưng khi các bạn tập chân, tập đùi trước thì bắt buộc nó phải có sự trợ lực và nó có sự tham gia của nhóm cơ đùi sau và cơ mông. Và đồng thời khi thực hiện bài squat này nó có áp lực tạ thì các bạn sẽ sử dụng luôn cả cái phần cơ vùng co và ngay cả những nhóm cơ ở phần thân trên như cơ hình thang này, cơ vai này, cơ ngực để các bạn ổn định cái thanh ba ha. Các bạn lưu ý cho Hoàng chuyện này nha. Ở bài tập số 2 dành cho nhóm cơ chân thì Hoàng sẽ sử dụng cái máy này, mình tập nhóm cơ chân và cụ thể đây là nhóm cơ đùi trước. Thì cái tư thế thực hiện là các bạn sẽ nằm các bạn nằm vào cái máy này. Và cái bài tập này các bạn cũng thực hiện cho Hoàng trong vòng là 4 set. Thì trong đó mình sẽ có một set là set warm up khởi động. Thì cái set warm up các bạn sẽ chọn cái mức tạ tương ứng nhẹ cho Hoàng để mình khởi động làm nóng cái cơ đùi trước. Và các bạn sẽ nằm tựa sát vào cái ghế sao cho cái phần lưng của mình nó sẽ tựa chắc chắn vào cái ghế này. Và các bạn lưu ý là cái phần lưng của mình á, nó phải được cô lập hoàn toàn khi các bạn thực hiện động tác. Tức là khi thực hiện cái động tác này, cái phần cơ lưng của mình nó sẽ không có tham gia. Và muốn nó không tham gia thì các bạn sẽ phải làm cho Hoàng hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất là mình sẽ nằm làm sao mình cô lập được cái phần lưng. Và trong khi thực hiện động tác mình sẽ gồng cái cơ vùng co, tức là gồng cơ đùi lại, gồng cơ bụng lại để nó tạo cái cảm giác vững chắc và cô lập hoàn toàn cho nhóm cơ lưng. Rồi, hai chân các bạn sẽ để vào cái bàn đạp. Và các bạn lưu ý một điều cho Hoàng ở đây, đa số các bạn mới đi tập đều mắc phải cái vấn đề này. Hoàng thấy rất là nguy hiểm. Sau này nếu như các bạn thực hiện cái động tác với mức nạch tạ nặng thì nó rất là dễ chấn thương cái vùng đầu gối. Đó là các bạn đạp lên như thế này và các bạn thẳng chân như thế này. Khi các bạn thẳng hết chân như thế này thì toàn bộ cái mức tạ nó sẽ áp lực
lên cái vùng khớp gối của mình, nó rất là dễ nguy hiểm. Thậm chí là các bạn có thể gãy luôn cái vùng xương, cái vùng khớp gối này. Cái trường hợp này thì nó đã có xảy ra rồi ha. Rồi, để tạo cái độ an toàn thì các bạn hơi chùng nhẹ khớp gối lại như vậy cho Hoàng. Đó, khi mình đạp lên, cái động tác mình đạp lên á, các bạn lấy thanh tạ ra thì nó phải tạo cái đầu gối của mình nè, nó tạo một cái góc cong nhẹ như thế này. Khi các bạn cong nhẹ như thế này thì toàn bộ cái áp lực tạ nó sẽ hứng hết lên cái vùng đùi trước của mình ha. Rồi, sau khi các bạn đã đặt hai chân tư thế vững vàng rồi, mình đạp lên và các bạn đẩy hai cái tay cầm ở phía trước. Rồi, các bạn sẽ từ từ mình hít hơi và mình gồng cơ vùng co lại, tập trung vào cơ đùi trước ha, cơ đùi trước. Và khi các bạn xuống, các bạn cảm thấy là cái đùi sau của mình nó căng. Và các bạn nhớ là ở bài này, nếu như các bạn xuống được sâu như thế này, cơ đùi sau nó cũng sẽ căng, và đồng thời cái nhóm cơ mông nó cũng được tác động. Khi các bạn cảm thấy đùi sau và mông nó căng thì các bạn sẽ bắt đầu đạp lên và các bạn thở ra. Và các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng trong vòng là 12 rep nha. Rồi, sau khi đã thực hiện cái set warm up, tức là cái set khởi động xong, các bạn sẽ tăng tạ với cái mức tạ phù hợp với cái sức của các bạn. Và sau khi đã tăng tạ xong thì các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng trong vòng 3 set tập chính, và mỗi set tập là 10 rep. Và khi có cái áp lực mức tạ nặng, các bạn để cho Hoàng thêm một cái chuyện này nữa, tức là trong cái động tác mà khi các bạn đẩy lên á, các bạn để ý nè, đây mình sẽ lấy ra đầu gối không thẳng ha, hơi cong nhẹ, bắt đầu xuống. Và khi lên, Hoàng thấy có một lỗi mà rất là nghiêm trọng các bạn mắc, là mình đạp lên mình chụp cái đầu gối vào trong, tức là hướng cái đầu gối á, nó chụp vào phía trong như thế này. Khi các bạn chụp chân vào như thế này, tức là cái khi các bạn tập nặng, các bạn đẩy lên á, cái khớp gối của bạn nó hướng mở, nó hướng vào phía trong như thế này, thì nó sẽ dẫn tới một chuyện rất là nguy hiểm. Nó sẽ chấn thương cái vùng khớp gối của các bạn. Và trong trường hợp này, cái cách giải quyết tốt nhất, và đây cũng là một cái cách tập mà các bạn phải áp dụng hầu như tất cả các bài tập chân cho Hoàng, đó là cái khớp gối của mình lúc nào nó cũng phải hướng mở ra phía ngoài này. Khi có áp lực tạ thì nó sẽ tạo được cái độ an toàn, và nhất là cái cơ đùi trước của mình nó sẽ được hoạt động nhiều nhất. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thực hiện cho Hoàng trong vòng 3 set tập chính và mỗi set tập 10 rep. Và bài tập số 3 thì Hoàng cũng sẽ hướng dẫn các bạn tập cái nhóm cơ đùi trước. Và ở đây mình sẽ sử dụng cái máy này, mình ngồi mình đá cái đùi mình ra phía trước. Thì bài này nó có tên là leg extension. Tức là bài tập này thì nó đơn giản hơn hai bài tập trước. Cái tư thế thực hiện là các bạn sẽ ngồi vào cái ghế, các bạn cô lập cái phần lưng cho Hoàng. Và khi các bạn đã cô lập được cái phần lưng sau thì mình sẽ gồng cái bụng và mình tựa hai cái tay chắc chắn vào cái bài tập này. Ở bài tập này thì các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng trong vòng 3 set và mỗi set là 12 rep lặp lại. À, các bạn sẽ siết chặt cái bụng và sử dụng cái cơ đùi của mình á.
ha. Mình đá lên ha. Các bạn lưu ý là sử dụng cái đùi nha, chứ không dùng cái cẳng chân nhiều quá ha. Rồi, các bạn sẽ thực hiện giao hàng trong vòng 12 rep. Để kết thúc cái phần số 1 của video ngày hôm nay dành cho nhóm cơ chân, thì Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cái bài tập dành cho nhóm cơ đùi sau và nhóm cơ mông. Trước khi thực hiện bài tập này thì Hoàng muốn nói với các bạn rằng đây là một trong những cái bài tập mà có chuyển động thuộc vào độ khó nhất khi các bạn mới đi tập. Nhưng trước sau gì các bạn cũng phải làm quen cái chuyển động của bài tập này. Thì bài tập này nó có tên là Romanian Deadlift. Trong phần số 1 của cái lịch tập này ở buổi số 3, Hoàng đã có hướng dẫn các bạn thực hiện cái bài tập này. Nhưng khi đó mình thực hiện cái bài tập barbell. Và hôm nay để làm quen với cái chuyển động của bài tập Romanian Deadlift này, thì các bạn sẽ tập cho Hoàng với cái tạ dumbbell. Cơ chế chuyển động nó như nhau, thì Hoàng muốn hướng dẫn cơ bản các bạn cái chuyển động trước khi mình đi vào cái bài tập ha. Thì các bạn sẽ tư thế đứng là mình sẽ như thế này. Hai chân các bạn rộng bằng vai ha, bằng vai hoặc sát vô trong chút xíu nữa để cho cái cơ đùi của mình nó được cảm nhận và nó được tác động. Rồi, các bạn sẽ hơi đưa mông ra phía sau. Mình sẽ chùng nhẹ cái đầu gối của mình. Các bạn lưu ý là trong cái chuyển động này, cái vùng đùi của mình, cái vùng chân của mình nó sẽ không di chuyển, mà chỉ có cái lưng của mình nó sẽ đổ. Đây các bạn để ý nè, cái lưng nè di chuyển, và cái vùng đùi của mình nó chỉ cong nhẹ. Khi các bạn cong nhẹ như thế này thì nó sẽ tạo cái áp lực lên cái vùng đùi sau và luôn cả cái cơ mông. Các bạn lưu ý cho hoàn chuyện này nha. Lưng các bạn phải thẳng và lưng các bạn sẽ di chuyển để tạo cái áp lực lên cái phần cơ đùi sau. Tức là cơ đùi sau các bạn không trùng như thế này. Khi các bạn trùng như thế này thì nó sẽ tác động hết vào cái vùng đùi phía trước. Khi các bạn trùng đùi như thế này thì nó sẽ ra một bài tập khác, chứ không phải là bài tập đùi sau với nhóm cơ mông nữa ha. Rồi, các bạn lưu ý cho Hoàng chuyện này nha. Rồi, ở bài tập này thì các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng trong vòng là 4 set. Một set đầu tiên thì mình sẽ khởi động với cái mức tạ nhẹ. Ở đây Hoàng sẽ chọn cái mức tạ là khoảng 12,5 kg để mình warm up cho cái bài tập dumbbell Romanian deadlift. Thì khi có cái tạ vào, các bạn lại để ý cho Hoàng một cái chuyện này nữa. Đó là khi thực hiện cái đùi của các bạn trùng rồi, và khi các bạn đổ xuống rồi, thì hai cái thanh dumbbell này nè, nó sẽ không chạy xa cái phần đùi của các bạn. Khi các bạn chạy xa cái phần đùi của các bạn thì lúc đó lưng của các bạn sẽ cong, nó sẽ dẫn tới nguy hiểm, nó chấn thương cái vùng lower back, tức là vùng lưng dưới. Và khi lưng các bạn, cái thanh tạ nó chạy xa như vậy, cái lưng của các bạn nó tác động, thì lúc này cơ đùi với cơ mông của bạn nó không hoạt động nữa, mà nó gánh nặng sẽ toàn bộ lên cái vùng cột sống của mình, rất là dễ nguy hiểm. Cách để sửa sai trong trường hợp này là các bạn sẽ đưa cái thanh tạ chạy sát cái đầu gối của mình lại, và các bạn ưỡn cái ngực của mình lên. Khi các bạn ưỡn được cái ngực của mình lên thì cái lưng của mình nó sẽ được thẳng. Và khi lưng của các bạn nó thẳng rồi, thì khi cái đùi của các bạn nó trùng như thế này thì nó sẽ áp lực được lên cái đùi. Và khi các bạn xuống sâu như thế này, lưng mình thẳng, thì nó sẽ tác động luôn cái vùng mông. Rồi, các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng trong vòng 12 rep của cái set khởi động này nha. Rồi, sau khi mình thực hiện cái set warm up, cái set khởi động xong, thì các bạn sẽ chọn một cái mức tạ tương ứng nặng
đủ để cái cơ đùi sau và cái cơ mông của mình nó tác động. Và khi có cái áp lực tạ thì các bạn sẽ cảm nhận được cái chuyện hồi nãy Hoàng nói, lưng thẳng nè, hai cái thanh dumbbell chạy sát đầu gối và đầu gối hơi trùng thì nó mới an toàn và là một động tác chuẩn đủ để cơ mông và cơ đùi sau mình nó tác động. Và khi có áp lực tạ, các bạn sẽ thấy chuyển động của cái cơ lưng của mình nó đóng góp một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc tạo áp lực lên cái đùi sau và cơ mông. Rồi, mình sẽ thực hiện 3 set tập chính. 3 set tập chính này các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng trong vòng mỗi set tập là 10 rep. Ở phần thứ hai của buổi video này thì Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn tập nhóm cơ bụng. Thì nhóm cơ bụng Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện hai bài tập. Bài tập đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái vai đôi, và cụ thể đây mình sẽ sử dụng cái cáp và cái dây thừng này. Thì bụng nó sẽ tập theo cơ chế crunch, tức là cơ chế gập. Các bạn tưởng tượng cơ bụng của mình nó như thế này, nó như cái tay của Hoàng nè, nó sẽ có hai điểm A và B tương ứng với cái phần vùng bụng phía trên và vùng bụng phía dưới. Và mấu chốt của cái vấn đề tập bụng, các bạn nhớ cho Hoàng hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là các bạn phải gồng bụng, và cái vấn đề thứ hai là các bạn phải làm sao cho hai điểm A và B nó càng gần nhau càng tốt. Tức là khi hai điểm A và B nó co lại gần nhau thì lúc đó cơ bụng của các bạn sẽ được tác động. Và cái bài tập đầu tiên này nó sẽ tập theo cơ chế crunch, tức là cơ chế gập, và Hoàng sẽ sử dụng cái sợi dây thừng này. Và cái bài tập này các bạn có thể tập ở tư thế đứng, nhưng khi các bạn tập ở tư thế đứng thì cái vùng bụng của mình, cái phần chân của mình nhiều khi nó tham gia và vùng bụng của nó không được cô lập. Do đó cách để Hoàng cô lập cái phần chân là Hoàng sẽ thực hiện ở cái tư thế quỳ như thế này, tức là ni như thế này. Mình ni như thế này thì cái vùng bụng của mình nó sẽ được tập trung và nó được gồng nhiều hơn. Rồi, ở cái bài tập này thì các bạn sẽ thực hiện cho Hoàng trong vòng là 4 set và mỗi set là 12 rep. Đây, các bạn hơi cong nhẹ cái bụng lại ha, cong nhẹ cái bụng và các bạn gồng bụng cho Hoàng. Rồi, mình sẽ từ từ mình gập xuống ha. Các bạn thực hiện cho Hoàng trong vòng 12 rep. Nhớ là phải gồng cái bụng lại nha các bạn. Nếu mình không bụng, gồng bụng và mình crunch thì nó sẽ không có tác dụng. Và bài tập thứ hai để kết thúc cái nhóm cơ bụng cũng là kết thúc cái buổi tập thứ 6 và cũng là kết thúc luôn cái giáo án và lịch tập 6 buổi dành cho người mới đi tập gym, thì Hoàng sẽ sử dụng cái con lăn này. Nó gọi là cái bài AB Roller. Thì trong cái bài con lăn này các bạn cũng thực hiện theo cơ chế run. Và đây là một cái bài tập mà tưởng chừng như rất dễ, nhưng Hoàng thấy đa số các bạn thực hiện cái bài tập này đều bị sai. Nó sai ở cái điểm nào? Nó sai ở cái điểm như thế này. Quan điểm cá nhân của Hoàng, khi các bạn tập sai là nói tới cái chuyện mình tác động không đúng cái nhóm cơ là một chuyện rồi. Cái đó nó không nguy hiểm. Ví dụ như khi các bạn tập nó không ăn vào cơ ngực thì nó cũng ăn vào cơ vai, không ăn vào cơ vai thì nó cũng ăn vào cơ tay sau, thì cái chuyện đó không đáng bàn. Nhưng khi nó không ăn vào nhóm cơ nào mà nó lại tác động vào hệ xương khớp thì đó mới là cái vấn đề Hoàng cần lưu tâm cho các bạn. Thì trong cái bài tập này nó có xảy ra cái chuyện đó. Cụ thể là khi các bạn tập
bụng các bạn hay bị đau cái vùng lưng dưới là do như thế này. Cái tư thế các bạn thực hiện như thế này. Đây, Hoàn thấy đa số các bạn thực hiện. Tức là mình cố sức khi mình dài ra như thế này. Khi các bạn càng cố càng dài ra, các bạn cứ nghĩ rằng càng dài ra như vậy nó sẽ tốt. Nhưng khi các bạn dài ra như thế này, cái vùng lower back, tức là cái vùng lưng dưới của bạn, nó phải chịu lực. Các bạn thấy nó gồng chưa? Khi Hoàng đưa ra như vậy nè, đó, cái vùng lower back của mình nó bị tác động. Thì cái cách thực hiện cái bài tập này chuẩn nhất là các bạn cong nhẹ cái vùng lại, vùng bụng lại cho Hoàng ha. Cong nhẹ cái vùng bụng lại và mình gồng cơ bụng. Và khi các bạn không cần ra xa, các bạn chỉ cần ra tới đây thôi nè, ra tới đây. Nhưng cái đường về nè, các bạn dùng cái cơ bụng các bạn kéo lại cho Hoàng. Đó. Rồi, các bạn thấy cơ bụng của mình lúc này thì cái đường về này, cơ bụng nó mới được tác động và nó kích thích cực đại, chứ không phải cái đường ra này. À, các bạn lưu ý cho Hoàng chuyện này nha. Và cái bụng của mình sẽ cong trong suốt cái chuyển động của cơ bụng. Đây, các bạn chỉ cần ra tới đây thôi. Đây là các bạn thực hiện, các bạn kéo về cho Hoàng là các bạn cảm thấy cơ bụng mình nó căng lắm rồi. Rồi, các bạn thực hiện cho Hoàng trong vòng 12 rep nha. Các bạn thấy cái tay của Hoàng nè, hầu như là Hoàng không xài tới cái tay luôn, mà dùng toàn bộ cơ bụng của mình kéo về ha. Tay Hoàng chỉ để thế nè, Hoàng đâu có bám chặt vào đâu, nên cái phần tay của mình nó rất ít hoạt động, hầu như là cơ bụng ha. Ok, thì Hoàng vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái buổi tập thứ 6 trong cái lịch tập và cái giáo án dành cho người mới đi tập gym. Thì kết thúc cái buổi thứ 6 này cũng là kết thúc cái giáo án và cái lịch tập cho người mới đi tập gym. Nếu các bạn thấy video của Hoàng hay và hữu ích thì có những cái thắc mắc gì về lịch tập và giáo án, các bạn cứ comment phản hồi về phía dưới cho Hoàng biết. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hoàng chia sẻ.